Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself. Ok. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay hai đứa mình sẽ quay lại kênh YouTube của mình trong thời gian vắng mặt hơi bị lâu. Hôm nay mình sẽ ăn những món đồ ăn của miền Bắc. Lòng hấp và tiết canh. Tiết canh dê mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ thử thách vợ mình ăn hết dĩa tiết canh này, mình sẽ cho 1 triệu. Trời, sao chịu đó 5 triệu. Không có tiền đâu, 1 triệu thôi. 5 triệu thiếu gì vậy? Cái này nó khó ăn của mình, quỳ mình ăn nghe anh em ơi. Trước tiên mình làm miếng bia cho nó mát coi mới được. Chưa ăn uống, trời chán ghê vậy. Em ăn xong em mới uống. Anh ngồi vậy là không thấy cái đầu luôn á. Mình xuống đây. Rồi bây giờ ăn cái nào trước? Giờ mình sẽ pha tiết canh cho vợ nghe. Ăn không hết cái này thì quýnh ba cú đấm vô mặt. Không có tiền bạc gì xảy ra hết. Tiết canh dê mình mua nha. Cho tí mắm vào. Mắm thì mình có pha tiêu rồi nha anh em ơi. Nước mắm phải ngon mới được cho mọi người. Một tí hạt lạc vào. Một tí ngò. Chưa ăn bao giờ. Lần đầu tiên ăn luôn. Để và coi kết được quả sẽ kết quả sẽ ối. Nhưng mà cái phần này tí hai người ăn là cái nắp không bắt em ăn mình ơi. Thôi thối quá. Đừng có hù. Ớn quá mọi người. Dù ớn vài gì tiền mình sẽ ăn. Dù ớn vài gì tiền mình sẽ ăn. Sống vì tiền thì có ngày chết vì tiền thôi. Ăn này chắc không chết nổi đâu. Từ từ bay. Đang hăng cái lắm rồi chắc liền đi. Ủa mình có phải ăn ớt không? Em biết thích thì ăn, thích thì ăn. Ôi cái dầm ga ớt lắm. Cho đen là đi cha, cho dễ ăn chứ. Không, em ăn liền. Đưa đây. Liền, không dễ ăn đâu. Dạ hăng quá mọi người ơi, tiền. Nghe tiền hăng quá. Thằng rồi mình coi chơi. Thôi dân có tiền ăn rồi. Chưa? Ăn đi, bước đi. Nè mọi người ơi, đây cái pha trộn gì coi nè. Trời, cái món này nhìn ngon quá à. Mà ăn này mà ăn thèm quá. Mời anh em ăn lòng nha. Mình dân tiền bạc mà đâu có dám ăn bao đó, mình sẽ chết vậy. Trời ơi. Ngon quá. Rồi mình nên ăn nhiều hơn ít. Ăn gì ăn mới ăn, anh biết đâu hỏi. Được chưa? Được rồi. Cái này ngon quá. Bất tử. Ăn hết vậy thì em chưa ăn này. Chú ý. Vô đi, đốt kèm miếng bia đi. Có gì em dọn bia vô liền. Trời ăn mà giống cực hình quá. Kỳ quá mọi người ơi, cái này là thấy là thấy dội rồi đó nè. Thôi mình cũng làm miếng tiết canh cho gói với đợi. Cho đỡ đỏ may mắn. Vậy thì nghe chờ anh ăn chung. Sao nói cho mọi người biết để... Ừ, người ta biết hết rồi. Không ai mà không biết, có em không biết. Dư thừa. Dưng rồi. Tùy theo cách ăn của mỗi người. người ta ăn giỏi rồi, người ta đâu có cần miếng chanh gì. Vậy hả? Ừ, mấy ngon, còn mình bỏ chanh vô là đúng rồi. Cho em thêm trái nữa. Chú lét mau. Ủa sao không có ngọt ta, thiếu ngọt gì ta. Còn gan á. Đây. Cái cặp này nó mạnh. Cái này không có ngọt, bạn nghe mọi người ơi. Hết rồi để tiền mọi người ơi. Mình sẽ gì tiền. Ăn đi, nói quầy.
chờ thắng. Chờ gì chờ? Không chờ được. Ăn chờ yếu chờ. Chờ. Miếng chanh vào. Cái món lòng hấp này là đúng của người Bắc làm luôn á mọi người. Chết mẹ. Ngon lắm luôn. Ngọt quá vậy ta. Bạn nào muốn ở Cà Mau muốn ăn thì comment mình chỉ chỗ cho nha. Siêu ngon mà siêu rẻ. Cái lòng quá tới. 100g chỉ có 22.000 thôi. Lòng dồi. Mà cái dồi nó làm đúng theo kiểu người Bắc luôn, ngon. Ừ, cho các bạn chim ngưỡng nè, dưới lòng nè. Ồ, có lên nghi ngút, hồi đổ đồ quẹ luôn. Thôi, mình ngồi xuống mình chơi thôi. Quậy cho mọi người xem chứ. Mời tất cả các bạn nha. Nè, không nói nghe chơi. Món ngon của người ta đó, ăn cho mất lịch sự, ta cháy luôn đó cha nội. Không gì tiền. 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 Mời anh em nha. Mời mọi người. Ngon quá. Gì? Ngon. Vừa ăn không? Không. Mát. Chơi ăn không điện giật quá vậy cha. Này không đẹp uống rượu. Uống rượu. Uống nhức đầu. Không ngon nha. Tao đụng được chịu không? Chắc bé. Chú một chai. Món này ngon hơn mọi người ơi, làm hấp ngon hơn. Mời mọi người nha. Thì ngon. Nhưng quên nói mọi người đó. Món làm hấp này mình chấm với mắm tôm. Mắm tôm. Mắm tôm thật. Mắm hút thì nổi à. Sau khi cô ta đã quất một muỗng tiết canh nhà, thấy tình hình của ta đã nói chuyện hết lên tiếng. Mà hiểu rồi đó. Món ngon là phải ai cũng ăn được nha Nam ơi. Mình cũng ăn dư ít thôi, cũng hạn chế. Chấm này dưới chứ. Mình cũng mới tập ăn thôi, lúc đầu tiên ăn cũng vậy, sau này ăn được gì. Mình cũng ăn được nhiều không? Cái này người ta hấp với hành đất nha khoảng. Hành với gừng, nó thơm. Mình ăn thử miếng dầu. Xịt khói mọi người. Ôi mình chấm nước mắm thì chắc ngon hơn. Tôm chấm nước mắm luôn. Mà nè. Anh mới ăn miếng lòng thuốc cứt quá. Không quá. Mình sẽ ăn thêm cái canh nữa nha mọi người ơi, để mình lấy 1 triệu. Hết cái đó đó. Đây mời mọi người. Cái phần nó 2 người lận. Thì ăn không nữa. Đây. Hôm nay vừa ăn ẩm dài quá. Đang ăn mà chỉ uống rồi. Quá nhiều sữa. Vô bản. Dân YouTube ăn như là chết tài. Muốn làm YouTube gì ăn uống thì các bạn phải có một cái sức khỏe như là một con trâu, cái bụng là như thế mình như là một con voi, tinh thần ăn uống như là một con heo. Vẫn chưa thành công được các bạn, mình buồn quá. Thôi heo đây, thất bại rồi mọi người ơi. Mình sẽ làm một tí canh để mà anh em nha. Nó có gân gân kiểu à. Trời ơi, gân nó ngon luôn. Nè, nếu mình nhẹ ăn á, không? Mình để cho nó đen hết luôn. Nó sẽ dễ ăn hơn.
cái này nè nó sẽ cứng rồi luôn, tại vì nó có gân gân ở trong á, cái cảm giác nó kỳ kỳ. Không lẽ giờ mình tự bỏ 1 triệu trời. Từ bỏ 1 triệu thì chán lúc đầu. Mình sẽ quýt chiến hết cái này coi. Cái này uống rượu nó mới đúng bài, uống bia ăn nó không được ngon. Lại đem nha. Ăn là muốn bia có thể ghi này ra bệnh nghĩa anh em ạ. Thật sự mình tâm đắc lắm nè. Cái canh chỉ ăn cho vui thôi. Mình cũng không có... Ừ, chỉ ăn ngon mình cũng không có thích đâu. Không tâm á. Thôi, cũng được, không ép được ơi. Ừ, không được, thử đi. Chắc không được rồi đó mọi người. Chuyện này là tiêu rồi mọi người ơi. Kiểu mình vẫn còn nguyên nè. Kiểu à. Đây, cái giờ này mình tâm sự với các bạn là mình ít chiều quê thì công việc mình nhiều. Thứ hai là anh Thiện thì bệnh hôm nay mới bình phục à. Anh Thương thì mới có vợ. Cho nên là mình cũng anh em ai cũng bận hết trơn, chưa có dịp về. Nhưng mình chỉ hẹn nha. Cái lần về dưới quê là sẽ là một lần. Anh em hãy chờ đợi. Tôm mình tươi quá luôn mọi người. Ăn một thớt. Để mình họp tem nữa thì mình sẽ chơi tới bến. Chơi tới cành đó gì? Hả? Chơi tới cành đó gì? Về quê thì mình sẽ cho ăn tiết canh chuột. Quá ngon. Bộ tử rất là ngon. Bữa ẩm mình hấp thôi ấy, nó thì dai không? Này quá ngon. Phè. Nhưng mà em thích ăn trứng gừng nấu trắng. Mình làm cái này gì đó mê đó bạn ơi. Gì dễ chứ gì vui vẻ chứ không phải gì tiền đâu. Mà nếu có tiền thì mình sẽ không còn đam mê nữa. Mình chỉ cho mình yêu thích. Thật sự mình không thích quay với vợ một tí nào đâu các bạn. Nhưng mà tại vì vợ không có kha. Mình thì rất là thích nhậu. Mà giờ mình chơi với mình, không ai chơi với mình nữa. Camera giờ nay thành người quay luôn. Hiểu vậy? Thành người ăn, người quay. Là ngôi nhà nhỏ của mình. Mình ghé làm gì nào rồi cũng YouTube có tiền thì mình xây được ngôi nhà nhỏ hơn. Mình chỉ còn được một chút xíu nữa thôi là mình có thể là đủ điều kiện mà kiếm tiền. Anh em nhớ xem ủng hộ mình một chút xíu nữa thôi nha anh em. Anh nói đi. Nói xong rồi em ăn hết trơn. Trời ơi dân vũ viền mà ai mà ăn mà ăn có gì đâu. Ok cảm ơn. Chấm theo chứ chắc té địt luôn. Ăn chắc hết ba cái giò luôn rồi. Phải không? Ờ, mình đâu ăn giò, mình chỉ thích ăn này thôi. Cho mình bị khăn tiếng quá anh em ơi. Ừ, ôi nào ấy, chú bấm nó quay chết chết luôn. Ừ, bấm rồi. Đó là tôm nè. Ban ngày mình đi làm mệt mỏi con đêm gì vậy? Mình làm gì đây cũng thoải mái lắm anh em. Mình nhậu ở nhà chứ không. Chứ giờ ra đường hơi bị sợ quá. Không an toàn lắm. Nguy hiểm lắm.
giờ ra đường á, trong túi dưới 10 triệu không dám ra đường, nói thiệt luôn á. Ra đường là ăn nhậu ở nhà, chứ còn uống cà phê thì 20 ngàn đúng rồi, còn nói đi nhậu là phải dưới 10 triệu tôi cũng đi rồi. Bị giao thông phạt hết mẹ 8 triệu rồi. Không giống cái đường hiểm, ở nhà chơi xong lết vô ngủ rồi. Chính chắc. Anh em nào có tinh thần chơi mà yêu thích ba cái vụ này đó, khuyên các bạn hãy làm đi. Thoải mái lắm. Đó là kỷ niệm của mình mà, có tiền cũng bình thường. Sao mình già hàng của đế mình mở là mình xem, đâu mất đâu đâu. Thế lúc đó chắc hết hồn. Bụng gan hết dừa không? Ai nghĩ muốn rồi trời. Cũng muốn quay luôn. Nếu hết, cái đồng hết đó thì giải thưởng khác là hết đâu này 1 triệu. Chọn không? Trời ơi. Bởi vì tôi chán không, bây giờ muốn quay phim cùng với vợ tôi. Lúc đầu vô quyết tâm 170 không? Được 3 phút. Cái bụng nó no rồi, cái hết quyết tâm rồi. Chắc mình phải tiễn cộng tác viên thôi các bạn. Tiễn cộng tác viên nào biết nhậu đi chứ. Cộng tác viên này kiểu biết nhậu mà đẹp chút xíu mới được đó. Chứ cỡ này tôi nhìn tôi nhỏ mà tôi nhìn tôi muốn mở quá. Gán món tiết canh này thì mình ngưng lại chút xíu anh em ơi, khi là quay xong clip rồi mình sẽ ăn hết á, không phải bỏ đâu. À không hết thì cũng đủ người lên ăn. Tiền bạc cha. Nói chung là quay xong là tất cả món đều ăn hết chứ hơi không bỏ miếng nào hết. Thôi mình uống miếng đi cho nó tinh thần mình nó lên 170. Giống như bị ép buộc quá ta. Cái này không ép buộc thì cái nào. Tiếp tục nha, cái này vẫn còn nóng. Có đã. Không có cô nhìn. Kiểu ngon không có nhìn. Chuyện có lại chứ. Cũng ăn luôn. Mình sau một thời gian chờ đợi là vì lòng tham vô đáy nha các bạn, vì tiền có thể làm đến tất cả thì vợ mình đi ói à. Ăn tiết canh nè, không biết ăn vì chịu bạc mà đi ói à. Giờ còn mình nên mình chơi là đấu với các bạn rồi, mấy bạn nha. Chắc bây giờ mình phải tạm biệt các bạn để mình vô mình coi vợ mình sao rồi. Bây giờ có mình nên nhậu nhẹt gì giờ. Bây giờ anh em nào yêu mến mình thì mà mai mốt có gì hợp tác giao lưu với mình nhậu bữa cho đã nha, chứ anh nên không ai nhậu mình chứ. Để làm cộng tác viên qua YouTube với mình luôn. Vậy xin chào anh em và để mình vô mình xem vợ mình. Chào anh em nha. Nhớ ủng hộ mình nghe.